2023 với chủ đề bùng nổ đạp đổ thách thức ngày hôm nay. Đó là đập đổ mọi thách thức, bước phá mọi giới hạn. Chúng ta không có một giới hạn nào cả. Chúng ta sẽ chinh phục một giới hạn và chúng ta vươn lên một cái giới hạn mới.